Yo, như các bạn có thể thấy thì mình vừa chặt một phát là ra cùng một lúc 3 cái trang bị luôn. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chặt một phát mà ra được 3 trang bị, thậm chí là 6 trang bị luôn nha các bạn ơi. Thì cái lợi thế của việc chặt một phát ra cực kỳ nhiều trang bị là gì? Đó chính là cái tỷ lệ của cái trang bị mà mình cần, nó sẽ ra nhiều hơn nha các bạn. Yo, hello, xin chào các bạn. Và chúng ta lại tiếp tục đến với series hướng dẫn tân thủ nha các bạn ơi. Và như các bạn đã biết thì bình thường chúng ta chặt cây thì mỗi phát chặt chỉ được có một trang bị rơi ra thôi. Nhưng mà mình cũng vừa trình diễn cho các bạn một màn chặt cây, đó chính là chặt một phát ra luôn 3 cái trang bị. Hay làm thế nào để có thể làm được điều đó thì tất nhiên nó nằm ở trong cái phần tính năng tự động này các bạn nhá. Thì mấy cái ở trên này thì mình không nói nữa, mình đã nói quá nhiều rồi. Còn đây, các bạn hãy tích vào cái ô tiêu hao chặt cây cơ bản. Các bạn đây hoàn toàn có thể chọn 1, 2 và như mình đây tiên thụ cấp 12 thì mình có thể chọn được cả tiêu hao 3 thể lực và chặt một phát rời ra 3 trang bị luôn. Nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian đấy các bạn. Đấy, nếu như các bạn lên tiên thụ level 17 thì có thể là chặt một phát ra được 4 trang bị luôn. Và lên tiên thụ level 19, một phát 5 trang bị. Và lên level 22 là một phát 6 trang bị các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn lưu ý đó chính là khi mà chúng ta chặt cây ấy mà ra càng nhiều trang bị một lúc thì đồng nghĩa với việc là quả đào các bạn tiêu hao đi nó càng nhiều, chứ không phải là một quả đào mà các bạn lại xã ra u rồi 4-5-6 cái trang bị thì nó không phải nha. Đây cho các bạn xem, giờ đào của mình là 137 thì chặt một phát là xuống còn 134, tương tự thế là còn 131 này, đấy 128 nha. Tuy nhiên làm thế nào để cho các bạn có thể tăng được cái tỷ lệ ra được những cái trang bị mà mình mong muốn thì các bạn chú ý ở trong cái phần động phủ này, tiên hữu này, các bạn hãy build mắc vào trong cái em tiểu tử này cho mình nhá. Thì các bạn thấy này, em tiểu tử của mình ở đây đang là level 80. Và ngoài cái bạo kích của mình được cộng lên đến tận 20% thì cái xác suất nhận thuộc tính chỉ hướng khi chặt cây tự động là tăng luôn 20% nha các bạn ơi. Điều đó có nghĩa là nếu như các bạn phải chặt 100 lần đi để ra được cái trang bị linh bảo 1 sao thì mình chỉ cần chặt 80 lần thôi là mình đã ra được cái trang bị đấy rồi. Nhiều bạn chơi là không để ý một số những cái nho nhỏ như thế. Thì ngày hôm nay mình cũng chia sẻ, những bạn nào biết rồi thì ok không sao cả. Những bạn nào chưa biết thì nhớ cho mình xin một nút like nha. Và nếu như các bạn là người mới thì đừng quên là ấn ngay vào danh sách hướng dẫn tân thủ ngay trên màn hình để có thể xem nhiều mẹo chơi tiểu yêu tầm đạo hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.